Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình mới vừa làm xong ha. Thì đây là cái con cá 2 feet 2 feet điện tử ha. Này thì có chống kẹp ngược nè, chống chập vợt nè, rồi chống rớt cò bóp xuống nước ha. Này thì mình 2 feet thì mình bán với giá 350 bao ship ha. 350 bao ship. Còn bên đây là 4 feet ha mọi người. Đây. 4 feet. 4 phép thì này cũng đi gan đi luôn ha, có chống chập vợt nè, chống ngược cực nè, rồi chống chống ngược cực, rồi thằng này thì có băm luôn ha, băm luôn. Này 4 phép, này 2 phép, 4 phép thì mình bán với giá 550 bao ship, còn này thì 2 phép thì bán với giá 350 bao ship. Này thì kích này kích xịt này xịt cá lươn lên nổi đẹp lắm nha mọi người, nổi bao đẹp, cá rô phi ăn luôn nha, 2 feet này giá cá rô phi lượm luôn nha. Cá rô phi là lượm luôn, hai feet nhỏ ha. Còn đây là 4 feet nhỏ, 4 feet nhỏ thì 550 bao ship, 2 feet nhỏ thì 350 bao ship. Thì mình bán thì lâu lâu mình bán cho mọi người bao ship đi ha, chứ thường thường mình bán mình không có bao ship cho mọi người ha, mà lâu lâu thì mình sẽ bao ship cho mọi người, thì mọi người nào mà nhanh tay ấy, thì đặt ha, còn mà chậm tay ấy, thì hết thì mình dự tính tiền ship ha, là mọi người chịu ship ha. Mấy loại này đã ăn cá rô phi được hết ha mọi người, cá rô phi là mình ăn được hết ha. Thì 4 feet này cũng đánh cũng im lắm đó mọi người, thì nó nhẹ điện lắm nha, nhẹ điện. Thì ai mà có nhu cầu mà mua thì cứ liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo ở trên màn hình ha, rồi nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc là gọi điện trực tiếp để hỏi ha, mình sẽ trả lời cho mọi người ha. Lưu ý nhanh tay thì còn nha, chậm thì hết ha. Rồi mình cũng xin kết thúc video ha. Mình chỉ là quay rồi báo giá cho mọi người thôi. Còn dạng như mà test máy á, thì thật sự là mình test bóng đèn thì nó nhàm chán lắm mọi người. Ăn thua cái quan trọng là mình đi thật sự thực tế ở ngoài á. Chứ còn test bóng đèn thì ai test không được. Rồi mình cảm ơn mọi người ha, đã ủng hộ kênh của mình ha. Bye mọi người.